Xin giới thiệu với mọi người, đây là công ty Louis Vui Tươi. Ở kế bên công ty Vui Tươi có một nguyên cái vườn hoa tulip là đây. Ở đây thì cái mall này rất là rộng lớn luôn và bán đồ rất là mắc tiền luôn, nhiều các hàng hiệu và những cái sản phẩm rất là sang chảnh. Và cái khúc mình đang đứng đây là một cái khu vườn để mà cách ly ra nguyên một cái mall lớn này, mình đi nguyên một cái dòng hình vuông là rất là bự luôn đó. Và mình rất thích ở chỗ này, ở phía bên là Burberry. Ở đây là nguyên một cái không biết nó xây lên để làm cái gì, nhưng mà nói chung là một cái biểu tượng rất là đẹp. Ở đây thì hôm nay trời đang là 45 tới 47 độ, rất là lạnh. Mới ngày hôm qua thôi, nhiệt độ ở bên Arlington này, Dallas, hôm nay mình tới Dallas, nhiệt độ bên đây là 80 độ, cũng sắp xỉ Việt Nam là 81 độ. Nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay nó xuống đùng một cái chỉ còn 47 độ thôi. Mọi sáng thì chỉ có 40 độ thôi mà nó cũng nhưng mà còn đỡ hơn bên mình Boston là nó chỉ có 20 mấy độ thôi, rất là lạnh luôn, lạnh đến tim cả treo. Để thôi mà nói chung cái đó là dành cho người nữ, còn người nam phải nói là lạnh cả tái trứng dê ơi. Lạnh tái cái trứng dê luôn. Ok, mình chỉ giới thiệu với mọi người ở đây thôi. Bây giờ mình sẽ tham gia vô cái hàng Louis Vui Tươi kia để giờ có hôm nay có những cái sản phẩm nào ra mới mẻ hơn hay là không. Trời ơi, mình rất là thích lắm, nhưng mà nói chung phải nói là cái nào mình thích lắm giờ mình mới ráng cố gắng mình mua, còn không thì thôi, mình không dám mua chút nào hết. Tại vì mình không có, nói chung là cái gì đẹp là được, chứ mình cũng không thích hiểu hiếc gì nhiều, bất công lắm. Thôi kệ ơi. Chị Hai Út nhà này rủ rê đi ngồi trong sang chảnh uống cà phê ăn bánh. Nên mà nội gỡ này ra nè, cho nó đẹp nè đó, ăn chi cho nó cong nó giãn dây thun. Bánh của Mỹ nè, không biết có ngon lành gì không mà nhìn là biết chắc chắn là không ngon lành nè. Nó mua cho 3 hộp, rồi hộp này có 2 cái bánh ở trong, cắt cái ni ra luôn, cắt hẳn ra. Trời ơi, nhìn là thấy không được hấp dẫn rồi đó. Phía bên ngoài, cái này là đối diện với phía bên ngoài là có để mở lớn à, cửa hàng Louis Vui Tươi ngoài đó. Kế bên là cái gì, Burberry à. Nguyên cái vườn bông luôn, mùa xuân đã đến trên Texas rồi. Ở vùng Arlington, hoa tulip đã nở, hoa đào cũng bắt đầu nở luôn, chỉ có Boston là chưa nở thôi. Mình ở đây chơi tới chủ nhật về, đi 8 ngày. Chủ nhật về chắc phải chịu một cái lạnh tim treo. Ây dạ. Nó uống mấy gì vô cho chua. Nó 3 lần. Có 3 lần nữa, trời ơi, ngọt quá. Cho ăn 3 bánh cà tun. Uống 3 nước chanh cà tun của Mỹ. Ngọt quá, chịu không nổi luôn á. Ừ, là ớn quá. Bà cố cũng mệt lắm mà bà cố không dám nói. Trà của nội có ngọt không? Ừ. Trà có ngọt không? À, trà đá bình thường á. Trời vậy đỡ quá ha, biết vậy không nghe lời nó uống trà giống bà nội. Nó cho uống cái nước chanh cà tun này vậy hả? Dở hơn nhà làm luôn, nhiêu ly mắc vậy? 3 đồng ly. Trời dã man quá, đau lòng quá, uống vô mà thấy mắc mệt. Uống ngon đỡ, không nói làm gì uống dở. Uống 3 đồng ly dở quá. 3 đồng được chị 50. Từ nhỏ đến lớn con đâu có uống bá bậy bạ đâu. Con này chỉ có uống nước với uống trà thôi, ngoài ra không có uống bậy bạ ngoài nó làm. Uống bậy bạ ngoài làm nó dễ bị đau bụng đó, hôm bữa đó.
bữa ăn bảy bả ngoài thấy không, lạ nước lạ cái ăn cái vô bệnh viện luôn. Thì bữa cũng ăn nhà hàng vậy đàng hoàng chứ phải không đâu, mà lạ nước lạ cái. Em biết mẹ mua cái trà táo đó mà mẹ pha với lại cái nước bên nhà bà cố á, cái nước ở đây uống trà đó không ngon mà cái nước bên mình uống, nước mình uống ngon hơn, uống cho nó thơm cái vị nó ra ngon lắm, mà nước ở bên đây uống nó lạ quá, uống nó không ra cái trà đó nữa. Mẹ mua trà táo với trà cúc á cho bà cố á, uống ra cái mùi kỳ lắm. Nước này nó lợ sao á, nước bình thường á, nước bình thường mà giống như ở nhà á. Thôi no, đừng xin nó đường, xin nó đường vô em uống con còn ớn hơn nữa, nó gắt dữ lắm mà mình uống vô cái nó ngọt quá. Thôi đừng. Dạ, mới ăn bánh uống cà phê xong. Bây giờ đó hỏi gì con? Dạ trà không à, hành lạt giọng chứ. Dạ đó, trà không nó vẫn đỡ hơn cái con uống nước chanh này á. Uống nước chanh này đó ghê, nó ngọt quá mà nó chua lè ghê quá. Khu vườn rộng rãi quá nè. Đi lười ạ. Phải cẩn thận nha. Khu vườn rộng rãi nè. Con anh đi nhắn tiền. Khu hoa tulip nè. Chà bóng đẹp chị sợ. Đó, nội vô con chụp cho nội tấm hình nè. Bóng đẹp chị sợ. Bên kia là blackberry. Bên này vườn hoa tulip và lui vui tươi. Trong nửa nó nè, vậy nội. Dẹp dẹp đó. Dạ. Kỳ trước hai mẹ con ngồi chiếc xe màu xanh xanh trên nước biển đồ. Hai mẹ con lái là chiếc Lexus là sao? Hai mẹ con chạy chiếc xe xanh nước biển sang trọng đồ. Ở Việt Nam em cũng đã được ngồi lên chiếc Audi rồi. Đúng ai không? Biết chiếc Audi đâu? Chiếc Audi màu trắng. Ai biết đâu? Đi chung với má Lan đó chứ không? Ai biết? Đó, bây giờ em đã được ngồi trên chiếc xe con bò. Đã được ngồi đặt đích ngồi lên chiếc những chiếc sang trọng có tên tuổi nhất. Tuy chiếc xe của mẹ là hãng Honda nhưng mẹ vẫn thích cái chiếc Honda nhất trên trần đời này, cho nên ở Việt Nam mẹ luôn luôn mua hãng Honda thôi. Chiếc xe nào thì cũng vậy thôi, cũng ngồi cho êm đích. Trời kìa, hàng cây với đường rất là đẹp luôn, dễ thương quá. Xung quanh phong cảnh rất là trống trải. Hậu không, cái chiếu hậu nhỏ ở đằng trước luôn.
đã như vậy bao giờ chưa? Có, đó là lần đầu tiên mà mẹ làm. Mẹ luôn luôn mở cửa cho em giống như là sếp của mẹ vậy. Không, con sếp mập kia. Ăn no không làm gì đồng ý nên bị mập. Thôi thấy ghét quá đi, mình phải nói chuyện với ổng cho vui chứ mình không thể nào quay phim gì được, ok. Mình không có trồng đó, nếu mình trồng đất chú vô này đó, đó là kể cái câu chuyện chuyện ở trong hãng chú á, có cái thằng Mỹ đó, nó ngồi nó ngủ gục, nó ăn cơm mà nó ngủ gục, cái chú vô lết rum, chú lấy cái cuộn giấy đi cầu á, chú kéo ra một đoạn, cái bắt đầu là chú đem ra ngoài bàn ăn á, chú mở tủ thôi, chú lấy cái bịch mà mớt ta cái một tạc giang màu vàng đó, chú nặng chấm rồi đó, y chang luôn, chú dắt lên lưng quần đó. Cái nó đâu có biết đâu, tới giờ cái nó đi cái máy Mỹ kia la lên rồi thôi, nó đi cầu nó chùi đít làm sao mà nó dính cái giấy này quần nó mà nó không biết, cái chú biểu đâu chỗ nào thằng nào cái nó bảy thằng đó chú tới chú dòm chú cầm tờ giấy đó lên chú chầm cái chú lè lưỡi chú liếm kìa. Mấy thằng Mỹ kia nó đang ăn nó mùi nó ói ra.